gửi cái lò này về Gò Vấp ha, cho anh Minh ha. Anh Tâm anh giới thiệu ha. Giờ sử dụng bi sống nè, đó 600W ha, lò còn khá là êm ha. Này 1 phút nè, nhắn 2 phút thì nhắn 2 lần, đây là 10 phút ha, đây 10 giây ha. Này, sử dụng nhanh cho cô chú ha, lúc này nút nấu nè, đó cắm điện 100V ha, lò êm lắm, nghe tiếng quạt thôi không nghe tiếng máy nè. Sử dụng điện 100V ha. Lúc này nút xó lúc này cũng nấu á. Này bán bảo hành cho anh Minh 3 tháng luôn, anh Minh an tâm sử dụng ha. Này cái hộc nước nè, để cho mua nước lên nó nướng mùi ẩm luôn, có cái khay luôn nè. Đó, khay kèm theo nè. Mày nó sôi đó ha, nước sôi. Rồi, nước sôi. Đập xó nè. Đó, nước sôi không? Khá là nhanh ha. Vậy là sợi là an tâm luôn. Rồi, cái này chọn nướng ha. Chọn phút ha, 2 phút nè, nướng ta nó chạy. Cái này nướng có nhiệt độ ha. Muốn tăng giảm nhiệt độ là hai lúc này. Đó. Rồi, nướng nhiệt độ tính thời gian nè, 1 phút nè. 2 phút nè, nhấn ta ha. Tính thời gian ha. Rồi, cái là nướng nhiệt độ mặc định. Nhiệt độ mặc định bên trong luôn, nhấn ta nó chạy. Còn những chức năng này chức năng tự động ha cô chú ha, tự động. Đó, tự động nó có 34 chức năng, 39 chức năng ha. Rồi, cảm ơn anh Minh ủng hộ bảo hành cho anh 2 tháng ha. Cái gì anh chuyển khoản cho em.